Liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý thầy cô, các em học sinh, sinh viên Đã về tham dự lễ khai khóa năm 2024 của Đại quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, các em học sinh, sinh viên thân mến Chào mừng lễ khai khóa năm 2024 Trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô, các em học sinh, sinh viên đến với chương trình biểu diễn nghệ thuật do nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh trình diễn. Chỉ đạo nghệ thuật chương trình giám đốc nhạc trưởng Lê Hà Chỉ huy dàn nhạc nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Tiết mục thứ nhất, City of France from Snowstorm biểu diễn dàn nhạc giao hưởng. Tiết mục thứ hai, Osole Mio Nhạc và lời Eduardo DiCaprio, biểu diễn nghệ sĩ Phạm Trang. Tiết mục thứ ba, Nation Doma, nhạc và lời Puccini, biểu diễn nghệ sĩ Phạm Trang. Tiết mục thứ tư, Elgar, Palm and Circumstance, biểu diễn dàn nhạc giao hưởng. Và tiết mục thứ năm, Hello Việt Nam, nhạc và lời Mark Lavon, biểu diễn tốt ca nam nữ. Bây giờ xin được mời toàn thể quý vị đại biểu cùng với các em học sinh, sinh viên cùng thưởng thức. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và các em sinh viên học sinh thân mến. Lễ khai khóa năm 2024 với chủ đề Sinh viên đạo quốc gia thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cho kỷ nguyên vui mình của đất nước. Lễ khai khóa năm nay nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập đạo quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với nhiều điểm đặc biệt. Đó là buổi lễ được tổ chức vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Và như vừa rồi chúng ta cùng mới vừa được nghe một cái báo cáo hết sức ý nghĩa đối với các bạn sinh viên đến từ một nhà giáo, một nhà khoa học nữ, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phương Thảo. Và tiếp theo ngay sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần trao đổi và giao lưu với diễn giả lễ khai khóa năm 2024. Diễn giả là một kỹ sư và lãnh đạo tài năng về ngành công nghiệp bán dẫn, và đó là cô kỹ sư Lê Duy Loan. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, các em học sinh, sinh viên thân mến. Trước khi đến với phần trao đổi và giao lưu với cô Lê Duy Loan, Bích Ngọc xin được phép giới thiệu đôi nét về cô ạ. À. Cô Lê Duy Loan đến Hoa Kỳ vào lúc 12 tuổi. 4 năm sau, cô tốt nghiệp thủ khoa trung học trường ở Lê Hastings ở Texas, Hoa Kỳ. Năm 19 tuổi, cô tốt nghiệp kỹ sư điện hạng danh dự từ Đại học Texas tại Austin. Cô cũng có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh từ Đại học Houston. Bắt đầu sự nghiệp tại Texas Instruments (TI), cô Lê Duy Loan trở thành người Mỹ gốc Á đầu tiên và là người phụ nữ duy nhất được bầu vào vị trí Senior Fellow trong lịch sử hơn 90 năm của TI. Cô đã lãnh đạo quá trình phát triển và sản xuất của mảng kinh doanh bộ nhớ trị giá 2 tỷ đô la Mỹ của TI với các đối tác liên doanh. Sau 35 năm làm việc tại Texas Instruments, Cô nghỉ hưu và hiện tham gia hội đồng quản trị của nhiều công ty như Sirius Logistics, Warp Space, Atomera và Grand Chief. Cô được Hiệp hội Giám đốc Công ty Quốc gia NACD công nhận là một trong những giám đốc có tầm ảnh hưởng nhất vào năm 2019 và được vinh danh trong danh sách 100 nhà lãnh đạo hàng đầu của NACD vào năm 2021. Cô Lê Di Loan sở hữu 24 bằng sáng chế và là người giám sát phát triển bộ xử lý tín hiệu số nhanh nhất thế giới theo sách kỷ lục Guinness năm 2004. Cô được ghi danh vào đại sảnh danh vọng của tổ chức phụ nữ trong công nghệ quốc tế WITI và đại sảnh danh vọng châu Á cùng nhiều danh hiệu cao quý khác. Cô đã tham gia vào ban sáng lập của bốn tổ chức phi lợi nhuận trong suốt 25 năm qua tập trung vào giáo dục và STEM cô vẫn tiếp tục gắn bó với quỹ Mona và Sunflower Mission cho đến ngày hôm nay và cô là thành viên danh dự của ban cố vấn hội danh dự khoa học quốc gia Hoa Kỳ cô là diễn giả thường xuyên được mời thuyết trình tại các trường đại học danh tiếng và các công ty thuộc danh sách Fortune 500 kính thưa các em sinh viên học sinh thân mến à, trước khi đến với phần trao đổi của cô kỹ sư Lê Duy Loan thì cũng thông tin với các em cô đã dành một cái tình cảm rất đặc biệt đối với sinh viên học sinh của đảo quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và cô đã bay một chuyến bay nửa vòng trái đất để về tham dự và trao đổi cũng như là chia sẻ với các em à, về mình à, và à, đại quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh rất mong trong cái khoảng thời gian cô trao đổi các em hãy tập trung để lắng nghe và để có những câu hỏi để trao đổi với cô và chúng ta không sử dụng mà điện thoại là quay phim chụp hình trong quá trình cô trao đổi Và ngay sau đây à, Chúng tôi trân trọng được kính mời cô Kỹ sư Lê Duy Loan đến lên vị trí danh dự để trao đổi với Các em sinh viên học sinh trong buổi lễ khai khóa ngày hôm nay Trân trọng kính mời Có nghe được cô nói rõ phải không Dạ Duy Loan xin kính chào tất cả thầy cô quan khách Và thân chào các em sinh viên ờ, Trước khi cuộc nói chuyện thì cô Duy Loan xin cảm ơn thầy món quà nhạc cổ điển Duy Loan rất thích nhạc cổ điển Và hầu như bên Hoa Kỳ là chỉ nghe nhạc cổ điển hàng ngày Đó là món quà rất là đặc biệt Các em sinh viên thân mến Các em biết không khi mà nhận được lời mời về đây để nói chuyện Thì phản ứng đầu tiên của cô là từ chối Từ chối lời mời đó như bao lần cô đã từ chối lời mời của những đơn vị khác. Lý do rất là giản dị. Lời mời muốn cô nói chia sẻ về cuộc đời của cô là một điều rất khó làm. Nói tiếng Việt lại càng khó hơn vì đó không phải là ngôn ngữ cô dùng để đi nói chuyện hàng ngày ở bên Hoa Kỳ. Và những tháng cuối cùng của năm là những tháng đầy trách nhiệm ở bên rất là bận bên Hoa Kỳ và đi được nửa vòng thế giới để mà về lại đây ít nhất tối thiểu là phải mất 3 ngày. 72 tiếng, 4.320 phút, 259.200 giây là một kho tàng quý báu vô cùng đối với con người như như cô. Thế thì tại sao hôm nay cô có mặt đứng đây giây phút này để mà chia sẻ với các em? Tại sao như vậy? Cô về đây với tâm hồn ấp ủ qua lời thơ nửa vòng trái đất thân xa mẹ khí huyết rồng tiên ấp ủ hồn về đây với trái tim đầy hoài bão việt nam việt nam quê hương ngạo nghệ về đây với trí óc thì tiếng gọi của giọt máu cha dòng sữa mẹ ơn đức tổ tiên hồn thiên sông núi nói cách khác cô về đây vì bổn phận chứ không phải vì trách nhiệm trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, dông bão của quê hương, cha mẹ ông bà ta như những cây thông cổ thụ ngàn năm, những dân thông đứng giữa rừng, xuân qua đông đến, oai hùng vương vai, một đời rong ruổi miệt mài, bảo tồn văn hóa gia tài cho con. Gia tài của mẹ, của cha, của ông, của bà là một nền văn hóa thấm nhuần năm chữ nhân lễ nghĩa trí và tính năm 1979 cô rời Việt Nam lúc ở cái tuổi 12 với năm cái không trong tay không quê hương không nhà cửa không cha anh không ngôn ngữ và không một đồng trong túi nhưng lúc đó cái gia sản của cô có là lòng kính trọng nguồn gốc của bản thân mình và một khái niệm tổng quát về cái nền văn hóa thấm nhuần năm chữ đó. Chỉ có năm chữ, 17 mẫu tự. Nhưng đã giúp cô hiểu được cách đối xử với mọi người. Một người mà có kiến thức, có tài, có đức, nhưng thiếu kỹ năng mềm thì rất khó hoạt động trong những tập đoàn, nhất là một người trong ngành kỹ thuật. Nhờ cô áp dụng và thực hiện đúng cái ý nghĩa thâm thúy đằng sau năm chữ nhân lệ, nghĩa trí và tính mà cô đã có một khả năng mềm khá vững và đó là bí quyết đầu tiên giúp cô tiến thân ở Hoa Kỳ. Các em sinh viên thân mến, hôm nay các em ngồi ở đây, mai này các em sẽ ra trường, các em sẽ thành công. Và cô mong rằng tiền tài danh vọng bao nhiêu, các em sẽ không bao giờ quên cái điều mà cô sắp sửa chia sẻ. Các em sẽ không bao giờ quyền lực quá mà quên đi chữ nhân. Địa vị quá mà quên đi chữ lễ. Phú quý quá mà quên đi chữ nghĩa. Hồ đồ quá mà quên đi chữ trí. Và không bao giờ, không bao giờ tham vọng quá mà quên đi chữ tính. Nói cách khác, cái điều đầu tiên mà cô muốn chia sẻ với các em là 10 bằng tiến sĩ cũng không thay thế được năm từ giản dị này. Năm 1979, 4 năm sau khi đặt chân lên nước Hoa Kỳ, cô ra trường trung học. 4 năm đầu tiên ở Hoa Kỳ là 4 năm đầy khó khăn. Và những năm ở trung học là những năm đòi tất cả những ý chí và nghị lực của con người của cô. Vừa đi học ban ngày, vừa đi làm ban đêm, vừa giúp gia đình lo cho các em nhỏ, vừa nấu nướng, cho cả gia đình. Đến ngày hôm nay cô rất là. Nhưng cái sự khác biệt là con người của cô nó rất hay mơ mộng. Mơ mộng những cái giấc mơ rất là lý tưởng và đôi lúc cô phải công nhận là rất là viễn vông. Cái thời cô ở đại học thì cô mơ rằng mai này khi mình ra đời mình sẽ sống được cả ba cuộc đời trong một cuộc đời gia đình cuộc đời sự nghiệp và cuộc đời xã hội. Và sẽ sống được cả ba cuộc đời trong một. Và cô còn xí soạn đặt cái tên cho cái giấc mơ của mình là The Triangle of Life. Tức như là cuộc đời tam giác. Cái giấc mơ đó nó được thúc đẩy từ cái lòng biết ơn vô bờ bến của cô đối với quê hương. Đã thay mặt cha cô nuôi dưỡng cô, ăn học nên người. Đó là quê hương Hoa Kỳ của cô. Và nó cũng được phản ảnh một phần nào cái sự hiểu biết của cô qua hai câu ca dao một con én có thể làm nên mùa xuân và một con sâu cũng có thể làm rầu nội canh trong ánh mắt của những người doa kỳ lúc đó thì cái hành động cái tư cách cái sự thành công cái sự thất bại của những người di cân, di, di cư như cô nó có thể làm tăng lên giá trị và nó cũng có thể làm sụt xuống cái giá trị của hai chữ việt nam nhưng mà các em biết không? Cái giấc mơ đó nó rất là lý tưởng Sống một đời thành công đã khó Sống hai đời thành công Lại càng khó hơn Và sống ba đời thành công trong một lúc Thì thật là viễn vong Nó đòi hỏi cô Phải lúc nào cũng cố gắng Cố gắng mở mang trí tuệ Mở mang kiến thức Trao dồi trí tuệ Làm sao nung đức được cho cái Tinh thần của mình với một niềm tin tuyệt đối và giữ gìn trái tim của mình không thù hận đầy thương yêu và nhất là nó đòi hỏi cô phải biết cách làm sao cho cơ thể có thể đầy đủ năng lực và năng lượng một người mà lúc còn bé như cô mà phải chỉ ngủ 4 năm tiếng một ngày và rong rã thêm mấy chục năm sau thì cái vấn đề thể thao thể dục để cho giữ cho cơ thể có đủ sức khỏe năng lực và năng lượng là một điều tối quan trọng Cô biết rằng là trong cái thời điểm hiện nay cái thế hệ trẻ của các em các em bị thu hút bởi những cái video rất là hấp dẫn ở trên TikTok. Và các em có cái lòng khao khát muốn được thật nhiều likes ở trên Facebook. Và các em giao tế với nhau qua cái điện thoại, qua những cái Zoom call mà không cần các em phải rời khỏi căn phòng của mình chứ đừng nói là cái căn nhà của mình. Tối thì các em ngủ thay vì ôm cái gối Thay ôm con gấu con Thì các em ôm cái gì? Ôm cái điện thoại Một môi trường sinh sống như vậy Rất dễ làm cho cơ thể mình ốm yếu Bình hoạn Một tinh thần mệt mỏi bi quan Và một tư duy thụ động Thiếu sức sống Năm cô 31 tuổi Cô đi từ Hoa Kỳ Sang đến Nhật Sang đến Tân Gia Ba đi qua bên Ấn Độ sang bên Đức, quay trở về phi luật, phi luật tân trước khi mà cô về lại Hoa Kỳ. Một chuyến đi năm quốc gia, ba lục địa trong vòng hai tuần là một điều rất khó để làm. Nhưng cái điều đó không phải là điều khó khăn nhất lúc đó. Lúc đó sự khó khăn nhất của cô là cô vừa mang thai đứa con đầu lòng được hơn gần 7 tháng nếu cơ thể của cô không đủ năng lực và năng lượng thì làm sao cô có thể hoàn thành chuyến đi đó và cái sự đam mê của cô thì thôi khỏi nói cô có thể làm việc ba mươi mấy tiếng quên ăn quên ngủ quên chồng quên con nếu không có năng lực không có sức khỏe của cơ thể thì làm sao có sức để đeo đuổi cái đam mê do đó điều thứ nhì cô muốn khuyên các em là tiền tài danh vọng Cô đã bao lần mất đi, cô vẫn kiếm lại được. Nhưng một phút mất đi là mất đi vĩnh viễn. Hãy dùng cái thời giờ quý báu đó, thay vì được like trên Facebook, thì hãy vào trong gym để cho cơ thể khỏe mạnh. Hãy ra đời, tiếp xúc, chơi thể thao, đi dạo với bạn bè để tinh thần được phấn khởi. Năm 1982, cô ra trường đại học thì các em cũng hiểu là một người phụ nữ mà ở trong cái ngành kỹ thuật á, thì thường phải có những cái chuyện lo lắng mà phái nam không cần phải nghĩ đến nhất là hơn bốn thập niên trước cộng thêm vào đó là cái vấn đề tuổi tác của cô người mỹ á, họ hay phàn nàn một câu lắm là không có cách chi mà họ đoán được cái tuổi thật của người việt nam tại vì sao tại vì người việt nam mình nhìn thường thì so với số cái tuổi rất là trẻ rất là trẻ và họ còn cái danh từ họ dùng để diễn tả cái tuổi từ 13 tới 19 cái danh từ họ gọi là teenagers là cái tuổi lớn rồi nhưng mà chưa đủ trưởng thành thế thì các em nghĩ họ những ông kỹ sư ở trong Texas Instruments nhìn cô như thế nào khi cô bước chân vào TI với mảnh bằng kỹ sư ở cái tuổi 19 lúc đó phải công nhận là cô nhìn rất là trẻ như một đứa bé mười ba. Bây giờ thì ước chi là mình vẫn là một đứa bé mười ba, một cô bé mười ba mãi mãi, không. Nhưng mà các em biết không? Khi mà khi mà mình làm việc với một người mà coi nhìn như một đứa con đít rất là khó làm việc, rất là khó làm việc. Không những vậy, ở cái thời điểm đó ở trong TI hầu như không có một bóng dáng người phụ nữ kỹ sư nào chứ đừng nói người kỹ, phụ nữ kỹ sư da trắng chứ đừng nói là người phụ nữ kỹ sư khác chủng tộc do đó cô thua tất cả những đồng nghiệp của cô về cả hai ba mặt tuổi tác giới tánh và màu da cô cũng không hơn được họ về bằng cấp vì tất cả tối thiểu là bằng cử nhân nếu không nói là cao học mà mình bây giờ mình gọi là thạc sĩ hay là tiến sĩ cô cũng không hơn họ được về gia thế vì lúc đó cô vẫn là một người di cư chưa phải là công dân Hoa Kỳ chính thức. Thua thiệt hết độ đủ mọi mặt. Nhưng cô hơn được một điều. Các em biết đó là điều gì không? Cô đã hấp thụ được nền giáo dục của phương Tây. Và cô đã lớn lên trong nền văn hóa của phương Đông. Nền giáo dục của phương Tây đã giúp cô có một sự một, một gọi là một cái uh, tự tin cá nhân một sự đam mê muốn lúc nào cũng tìm tòi học hỏi và khi mà làm việc thì không phân biệt giai cấp nền văn hóa của phương đông thì giúp cô có cái tánh cần mẫn làm việc chăm chỉ tánh khiêm nhường và khi mà giao tiếp với mọi người qua cái 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 gọi là cái cái um, experience tiếng Việt là gì? Là cái kinh nghiệm của bản thân mình. Thì là rất dễ thông cảm với mọi người vì những cái gì mình đã phải trải qua. Từ đó, tất cả những ông kỹ sư với những bạn tiến sĩ và cao học ở trong TI đã không nhìn cô như một đứa bé không biết gì. Không xem cô như một người phụ nữ không chỗ đứng ở trong công ty. Và cũng không bỏ quên cô như một người Á Châu, xa lạ. Ngược lại, họ tỏ lòng quý mến, kính trọng, thích thú khi làm việc chung và cuối cùng là đưa đến sự nâng đỡ. Điều thứ ba mà cô muốn chia sẻ ở đây là cô vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn của thủa ban đầu khi mới ra đời lập nghiệp. Không phải vì cô thông minh hơn người, không phải vì cô gia thế hơn người hay bằng cấp cao hơn người. Nhưng vì cô có cái sự tự tin trong cá nhân của cô, trong trí óc của cô và tình người trong trái tim của cô. Đó là bí quyết thành công đầu tiên. Năm 2002 là năm cô đạt được đỉnh cao của sự nghiệp. Ở bên ngoài đó thì cô được đề cử vào um, gọi là hội đồng quản trị của một công ty tên là National Instruments. National instrument và Texas Instruments không có dính dáng gì với nhau hết. Công ty National Instrument là một công ty public và có cổ phần chứng khoán ở trên thị trường Nasdaq. Ngày đầu tiên mà cô gặp hội đồng quản trị của National Instrument thì phải nói là cô rất là ngỡ ngàng. Vì 100% là phái nam, 100% là người da trắng và 100% là tóc bạc hay không còn sợi tóc nào trên đầu. Nói cách khác Họ lớn hơn cô cả một thế hệ Và đằng sau tên tuổi của họ là những chức vị Quan trọng biểu tượng cho sự thành công của một con người Trong sự nghiệp ở xã hội Hoa Kỳ Trong khi đó cô chỉ là một người kỹ sư Ở bên trong Texas Instruments Thì cô được đề cử và được bầu cử vào cái chức Mà hồi nãy trong cái lời bài giới thiệu cái, cái chức Senior Fellow là cái chức Túi danh dự dành cho một người trong ngành kỹ sư và khi mà làm bio thì thầy có nhiều người tại đã cố gắng làm sao dịch cái chữ senior fellow ra mà cô đành chịu không biết làm sao dịch được như thế nào. Nhưng mà để nói cho rõ hơn một chút, cách đây khoảng chừng 20 năm thì Intel là một công ty rất lớn, các em biết, danh tiếng của Intel đã mời cô đến nói chuyện với những phụ nữ kỹ sư ở đó. Lý do là tại vì họ muốn một người phụ nữ với cái danh hiệu senior fellow bằng xương bằng thịt để cho những kỹ sư những phụ nữ ở Intel có nguồn cảm hứng. Và cô đã từ chối lời mời đó vì không có thời giờ để soạn bài. Cuối cùng họ nói là thôi không cần phải soạn bài cứ việc đến trao đổi uống cà phê nói chuyện với nhau thôi để cho gây được cái nguồn cảm hứng. Và đến giờ phút này, gần 100 năm, cô vẫn là người duy nhất phụ nữ của TI giữ cái chức đó và cô nhớ là 5 năm sau khi cô được đề cử vào cái chức đó thì cô mới biết được một câu chuyện là cái năm mà cô được đề cử vào thì hội đồng bầu cử đã rất là phân vân bàn luận lý do rất là giản dị vì có số tuổi cô quá trẻ so với những người phái nam khi được đề cử vào cái danh dự đó là một lần nữa lại cái vấn đề tuổi tác của cô. Nhưng mà năm 2002 cũng là năm cô muốn về hưu sau 20 năm làm việc ở TI. Cô muốn về hưu để dành thì giờ thêm cho các cơ quan phi lợi nhuận Sunflower Mission mà cô thành lập ra cùng với một số bạn bè. Trong đời cô, cô đã thành lập ra, đồng thành lập ra bốn cơ quan, hai cơ quan phi lợi nhuận dành cho quê hương Hoa Kỳ của cô. Và một cơ quan phi lợi nhuận tên là Mona Foundation, năm nay là năm 25 tuổi rồi, một phần tư thế kỷ. Hoạt động ở mười mấy quốc gia trên thế giới, và cái cơ quan phi lợi nhuận cuối cùng là dành cho quê hương Việt Nam. Khi mà biết được là cô muốn về hưu, thì công ty TI đã làm đủ mọi cách để giữ chân cô lại bằng những cái đề nghị tài chánh, thăng quan, tiến chức vân vân. Thay vì vui mừng nhận, nhận những cái điều đó như một người bình thường, thì cô lại đặt ra ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là cô sẽ không viết bài tường trình lên trên cấp trên như những người cùng địa vị phải làm vì cô không thích. Điều kiện thứ nhì là cô sẽ thường xuyên vắng mặt những ngày những cuộc họp của nhân viên vì cô đi trên trời làm những chuyện xã hội. Và điều kiện thứ ba là điều kiện rất là khó. Ngoại trừ trường hợp ảnh hưởng đến tầm vóc thật là quan trọng cho công ty thì đừng đòi hỏi cô phải tiếp xúc với khách hàng. lý do mà cô đặt ra ba cái điều kiện đó rất là giản dị. đạt lên được kỉnh cao sự nghiệp. có được nhiều bằng phát minh và được xã hội vinh danh là một điều ai lại chẳng muốn. cô cũng rất là muốn điều đó và cô đã đạt được. nhưng đó không có nghĩa là thành công đối với cá nhân của cô. nếu hai đứa con của cô không có một sợi dây thiêng liêng nào đối với hai chữ Việt Nam. Và nếu chúng lớn lên không biết cho lại đời cho lại người, thì thật sự cô đã không thành công, mà cô đã hoàn toàn thất bại với chính mình. Để tránh cái sự thất bại cay đắng đó cho cuộc đời của mình, cô làm sao không thể nào bị gò bó trong thời gian trong khuôn khổ làm việc như những người cùng chức vụ với mình trong công ty? Và cô phải làm cách nào để không có phải có những cái trách nhiệm mà đòi hỏi cô phải rời ra đình ra khỏi thành phố Houston. Đó là lý do duy nhất mà cô đặt ra cái ba cái điều kiện có một không hai đó ở TI. Sau khi mà nghe cô đặt ra các ba điều kiện đó thì ông chủ lớn chỉ hỏi một câu rồi ngắn gọn, is that all? Nghĩa là còn gì nữa không? Và cô trả lời là no. Thì nghĩa là không. Ông trả lời một câu vắng tắt, đơn. Nghĩa là tôi đồng ý. Điều thứ tư mà cô muốn chia sẻ với các em là nếu các em muốn có được hạnh phúc trong trái tim thì các em phải có can đảm định nghĩa hai chữ thành công cho chính cá nhân của em. Đừng để xã hội, gia đình, cha mẹ, bạn bè định nghĩa hai chữ thành công đó cho các em. Năm 2022 là năm phải nói là đầy kỷ niệm những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời, ba cuộc đời của cô, cuộc đời gia đình, cuộc đời sự nghiệp, cuộc đời xã hội. Nhưng có lẽ cái kỷ niệm quan trọng nhất đối với cá nhân của cô là kỷ niệm 40 năm thành hôn. Và cô còn đặt tên cho cái kỷ niệm đó là kỷ niệm 100 năm là vì hai con số 60 cộng với 40 cộng lại thành 100. Các anh biết không ở bên Hoa Kỳ á, cái thời điểm mà mà 2022 cô ngồi cô suy nghĩ lại nhìn lại những người bạn bè cùng chung địa vị với mình trong xã hội người thì lập gia đình lần thứ hai lần thứ ba người thì không có chồng không có vợ sống độc thân người thì không có con nói cách khác sự thành công của sự nghiệp đã lấy đi một phần nào hạnh phúc của gia đình cái tỷ lệ ly dị ở bên Hoa Kỳ là 42% cho cuộc hôn phối lần đầu và 60% là cho cuộc hôn phối lần thứ hai và 70% của những cuộc ly dị là do quyết định từ người phụ nữ. Cô lấy chồng rất trẻ mà cô quyết định thành hôn với người bạn đời không phải vì anh chàng đẹp trai hơn người cũng không phải vì anh chàng bằng cấp hơn người, cũng không phải vì anh chàng là con nhà giàu hơn người. Cô quyết định thành hôn lúc còn quá trẻ với người bạn đời vì một lý do rất là giản dị. Anh chàng đã không ngần ngại chấp nhận con người thật của cô khi còn gọi là trong thời kỳ quen nhau. Cô đã không thùy mị duyên dáng, dịu dàng, lo lắng cho chàng những ngày chưa phải là vợ chồng. Cô cũng không cố gắng làm vừa lòng gia đình, cha mẹ của chàng với những người bạn gái khác. Và cô cũng không đòi hỏi anh chàng những cái việc mà một người con gái khi lấy chồng đều mơ ước. Đó là việc gì? Chiếc nhẫn kim cương, lóng lánh, tảo cưới sang trọng và một đám cưới linh đình. Đó là giấc mơ của những cô gái khi lấy chồng. Để đánh đổi lại không cần đòi hỏi ba cái điều đó Cô lại đòi hỏi ba chuyện khác Thứ nhất Cô rất muốn có con Nhưng phải đợi 10 năm Thứ nhì Cô không muốn cha mẹ hai bên Phải đài thọ chi phí cho tiệc cưới Và thứ ba Cô sẽ không đổi sang tôn giáo của nhà chồng Cho dù bất cứ rể hay dâu Đều phải đổi sang tôn giáo của nhà chồng Hay nhà vợ Một người đàn ông lớn lên trong một gia đình công giáo gốc thuần túy một người đàn ông có đầy đủ nghề nghiệp tương lai vững chắc một người đàn ông tướng mạo không thua ai mà lại có thể chấp nhận được ba điều đó từ một người vợ tương lai của mình thì là một người đàn ông tự tin hiểu rộng và đầy đủ thương yêu để suốt một đời giúp đỡ người bạn đời của mình Cô nghĩ rằng nếu mà cái thời kỳ quen nhau Cô không có can đảm sống thật với giá trị của mình Thì có lẽ khi lấy cô về Người bạn đời của cô sẽ rất thất vọng Vì cái tánh tự lập, tự chủ, tự do của cô Và từ cái sự thất vọng đó Chắc chắn là nó sẽ đưa lên Cái vấn đề ly dị Nhất là trong cái xã hội Hoa Kỳ Do đó điều thứ năm mà cô muốn khuyên các em là Khung trời đại học là một môi trường mà các em có nhiều việc, có nhiều cơ hội gặp gỡ người bạn đời tương lai của mình. Hãy can đảm sống thật với giá trị cá nhân, hãy sống thật với con người của mình. Chỉ có như vậy thì mới có thể sống cả ba cuộc đời cùng một lúc và bảo vệ cái cuộc sống gia đình của mình để có được cơ hội sống một đời trọn vẹn bên nhau. Các em sinh viên thân mến, trong 15 phút vừa rồi, 20 phút vừa rồi, cô chia sẻ một phần đời nào của cô và chia sẻ năm cái điều, bây giờ thì cô tóm tắt lại. Thứ nhất, những người cho rằng nhân lễ nghĩa trí tính nó quá ư là lỗi thời, nhất là một người trong ngành khoa học, một công dân Hoa Kỳ như cô, nhưng ngược lại đối với cô Năm điều đó đã giúp cô có được khả năng mềm và đó là bí quyết thành công tiến thân của cô bên Hoa Kỳ. Trong cái thời đại trong cái thế kỷ 21 này khi mà những quốc gia không những phải hợp tác mà đồng thời cạnh tranh với nhau thì những người dân của những quốc gia đó phải được hấp thụ một nền giáo dục cầu tiến không bao gồm lý thuyết, khoa học vân vân và đồng thời phải có những cái chương trình đức dục để giúp cho các em phát triển, thực tập, kỹ năng mềm từ lúc các em còn bé để nó ăn sâu vào tim vào ốc của các em. Một con chim muốn bay cao thì cần phải có cả hai cánh. Một con người muốn tiến xa thì phải hấp thụ cả hai khía cạnh khoa học và nhân văn học. Thứ nhì. Hầu như tất cả khi các em nhìn lại quá trình của nhân loại Hầu như tất cả sự thành công của nhân loại Đều bắt đầu cái gốc của nó từ cái sự đam mê Nhưng nếu không có sức khỏe Thì cái sự đam mê nó chỉ đưa lên kết quả một con số không Mà muốn có sức khỏe Thì phải có sự quân bình trong cuộc sống Ở cả bốn khía cạnh Trí óc, trái tim, tinh thần và thể xác và cái điều mà mình hay thường quên cái điều rất là gián dị căn bản là sức khỏe thể xác ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe tinh thần ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe tinh thần nếu các em có tài có đức có cơ hội vân vân như là không có một cơ thể khỏe mạnh một tinh thần phấn khởi để đeo đuổi cái đam mê đó thì cô phải nói là có em đã phí phạm đi một món quà của thượng đế một món quà vô giá của thượng đế ban cho mình do đó dùng thì giờ để giúp cho cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn khởi chứ không phải để được nhiều like trên Facebook. Ok. Thứ ba, một người mà có cái sự tự tin cá nhân gọi là confidence thì cần phải có compassion, cần phải có tình người trong trái tim thì mới đưa lên cái sự thành công và đó là cái bí quyết thành công mà mình có thể tự tạo nên cho mình mà không cần phải dựa vào gia thế hay quyền lực. Những cái người nhân viên mà họ họ hoàn thành những cái việc mà mình cần họ làm thì lúc đó lúc đó mình chỉ là một người chủ quyền lực tạm thời. Nhưng những người khác không dưới quyền của mình mà họ vẫn ao ước muốn đạt được những cái điều, muốn hoạt, hoàn thành những cái điều thật là tốt đẹp, những cái điều mà mình muốn làm, thì lúc đó mình mới là một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lâu dài. Mà một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lâu dài thì cần phải có confidence and compassion đi song song với nhau. Và đề tài lãnh đạo cũng là một đề tài tối quan trọng cho nhiều quốc gia, ngay cả quốc gia Hoa Kỳ. Và cũng là đề tài mà trường đại học West Point đã mời cô nói chuyện trường đại học West Point là trường đại học các em có biết đó là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của hoa kỳ trường kỹ thuật đầu tiên và cũng là trường đại học quân sự của quốc gia và một trường đại học cực kỳ nổi tiếng vì đó là nơi tạo ra những vị tướng oai hùng những người tổng thống đạo đức và những ông tổng giám đốc cho những đại cực gọi là những công ty đại công ty trên thế giới này thứ tư nếu các em muốn có được hạnh phúc trong trái tim thực sự của mình thì phải tự định nghĩa hai chữ thành công cho chính mình trong cuộc đời của cô bất cứ quyết định nhỏ to lớn bé đều bắt đầu bằng một cái câu hỏi mà cô đặt ra cho chính mình nếu cái quyết định đó đưa đến một cái kết quả hoàn hảo thì nó có thực sự mang lại hạnh phúc cho mình hay không Tiền tài, danh vọng, thế lực, quyền cao Ai lại chẳng muốn Nhưng đối với cô Đó không phải là thành công của một đời người Điều cuối cùng là điều thứ năm Các em phải sống thật Với giá trị cá nhân của mình Với con người thật của mình Khi chọn người hôn phối Người Mỹ họ dùng cái danh từ Authenticity để nói thật Nói về cái vấn đề sống thật với con người của mình Hai năm trước đây, cô vô tình cô đọc được một câu nói của Mahatma Gandhi. Ông ta nói, Happiness is only when what you think, what you say, what you do are in harmony. Tất nhiên là hạnh phúc chỉ đạt được cái những gì mình nghĩ, mình làm và mình nói cùng một nhịp với nhau. Đó mới thực sự là hạnh phúc. Nếu các em có can đảm sống với với con người của mình khi chọn người hôn phối thì các em sẽ lập gia đình với một người cùng một nghiệp với mình và từ đó nó sẽ giúp các em giữ vững gia đình và cái điều đó rất là quan trọng đối với một người mà hay mơ mộng viễn vông lý tưởng trên trời trên đất như cô và một người phụ nữ mà càng mơ mộng viễn vông lý tưởng thì lại càng phải hiểu một điều rất là giản dị gia đình là nền tảng của đời người chứ không phải nghề nghiệp. Trước khi chuyển sang cái cái phần uh, hỏi đáp thì cô chia sẻ một câu chuyện trong gia đình nhỏ cho các em. đứa con đầu lòng của cô năm em 16 tuổi em cũng ra trường trung học. Và niềm mơ ước của em là lên Đại học nữ ước. Đại học. Đại học nũ ước là một đại học nổi tiếng nhiều sinh viên ưu tú nhưng cũng là một đại học đầy con ông cháu cha vô tài kẹp đức từ những quốc gia khác gửi đến vì thế lực của họ. Thành phố Nũ Ước là một thành phố tiêu biểu cho sự cường thịnh của đại cường quốc Hoa Kỳ. Nhưng đó cũng là một thành phố phức tạp, đầy cảm bẫy và là một thành phố mà tất cả người dân Hoa Kỳ nào cũng ước ao một lần được ghé đến. Bao đêm trăn trở vì em đã nhận được vào trường đại học nụ ước với cái danh dự Presidential Honor Scholar. Nhưng mà em còn quá bé, 16 tuổi. Làm sao em có thể lo được thân cho mình ở trong một cái thành phố phức tạp như vậy? Ở cái tuổi 16, và nhất là nhất là nếu mà muốn nhận đi học ở cái trường đó thì phải từ chối gần 800 ngàn đô tiền học bổng của những trường đại học khác tặng và phải tự lo chi phí cho cái trường đại học nữ ước cuối cùng rồi thì papa của em và cô đã đồng ý để cho em lên đó học và lời nhắn nhủ cuối cùng của cô dành cho đứa con cũng là lời cô muốn là một câu hỏi và đó cũng là cái câu hỏi mà cô muốn dùng để kết thúc cuộc nói chuyện này. Các em sinh viên thân mến, bổn phận của một người có học đối với xã hội và nhân loại là gì? Bổn phận của một người có học đối với xã hội và nhân loại là gì? Không biết bao nhiêu lần cuộc đời đen tối thất bại cũng như bao nhiêu lần vinh quang thành công cô đã tự đặt cho cô cái câu hỏi đó và cũng vì đã bao nhiêu lần tự đặt cái câu hỏi đó mà đã giúp cô có được một động lực vô hình to lớn hơn bản thân cô to lớn hơn gia đình của cô một mục đích cho cuộc sống minh bạch rõ ràng không ngập ngừng và một định hướng cho tương lai đầy niềm tin hạnh phúc và cũng từ đó với hai bàn tay trắng với năm cái không cô đã tiến được xa bay được cao trên quê hương của cô ở hoa kỳ và đã giúp cô sống một đời trọn vẹn xứng đáng với nguồn gốc của quê mẹ mẹ ơi con là người việt nam con da vàng với dòng mẫu hiên ngang. Cô hy vọng rằng các em cũng sẽ tự hỏi mình cái câu hỏi đó để giúp các em tiến thân và làm điều đúng đối với xã hội và nhân loại. Và bây giờ thì mình đổi sang phần đáp hỏi nha xin được cảm ơn cô Lê Duy Loan yeah. với phần chia sẻ đầy ý nghĩa và nhiệt huyết dành yeah. cho các bạn học sinh sinh viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh yeah. đang có mặt ngay tại hội trường trường Chi Đáo yeah. và các bạn đang theo dõi chương trình qua màn à, ảnh live livestream yeah. và ngay bây giờ xin được mời cô tiến về phía trung tâm để yeah. tiếp tục phần giao lưu với các yeah. bạn ạ. À. Yeah. Yeah. Yeah, à, xin phép uh, cho một ly nước ạ. À. <laughs> Cảm ơn em nha Chỉ nước cho cô thôi, còn hai người này không được nước hả? À, kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và các em sinh viên thân mến. À, phải nói là một một khoảng thời gian là 20 đến 25 phút thôi. Nhưng cô đã chia sẻ và đã truyền rất nhiều thông điệp đến cho các bạn là sinh viên và học sinh mà tôi có thể là tóm tắt lại mà trong một số các cái từ khóa em xin yeah. phép cô, nghĩ như là sẽ chưa đầy đủ đâu nhưng mà sẽ có một số các từ khóa mà chúng ta có thể nghe cô bằng sự tâm huyết của mình, bằng tình cảm của mình mà cô đã nhắc đến. điều đầu tiên đó là bổn phận. cô về Việt Nam không phải vì trách nhiệm mà về Việt Nam đó là bổn phận. thứ hai đó là kỹ năng mềm thứ ba đó là sự mộng mơ sự mộng mơ cố gắng trao dồi tri thức thứ tư đó là năng lượng sự đam mê tình người đạo đức sự can đảm sống thật với mình sống thật với mình và sự thành công đó là sự khẳng định của chính bản thân của mỗi chúng ta và tôi tin chắc chắn một điều rằng trong hội trường này các bạn học sinh và các em sinh viên sẽ có rất nhiều câu hỏi để cùng trao đổi và chia sẻ với cô sau đây xin mời các bạn hãy cùng đặt câu hỏi để trao đổi với cô kỹ sư lê duy loan vâng ạ à, vĩnh ngọc xin mời. xin mời những cánh tay của các bạn sinh viên học sinh của đội bóng dàn Chí Minh ạ à. À, có rất nhiều cánh tay vì với câu hỏi đầu tiên ngọc xin phép được nhờ cô Loan chọn à. cô Loan có thể chọn phía bên trái hay bên phải không, cô Loan? Bây giờ mình chọn bên phải trước nha. Rồi bên phải à, một <laughs> em học sinh bên tay phải mặc áo của trường phổ thông năng khiếu đúng không ạ? À? Là là gì? có cái Xin mời còn bạn, này. bạn giới thiệu về mình và đặt câu hỏi cho cô Lan. Alo, dạ vâng. Uh, thưa cô, thưa tất cả mọi người, em tên là Phạm Quốc Phương Trí, em đến từ phổ thông năng khiếu. Uh, em là một học sinh đến từ một thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh. Thì em có rất là nhiều hoài bão, có rất là nhiều ước mơ. Ờ, khi mà em chọn một sở thích của mình em chọn một ước mơ để em bước đi thì em nhận ra rằng là bản thân rất là nhanh chóng chóng chán và không còn có được sự cam kết với lại con đường mình chọn thì em không biết rằng là với những cái kinh nghiệm của cô thì cô nghĩ rằng là giới trẻ ngày nay bao gồm cả cho bản thân em thì chúng em nên làm gì để có thể giữ vững cái tâm huyết và giữ vững được cái sự cam kết trên con đường mình đã chọn em cảm ơn ạ vâng ạ à, xin được cảm ơn bạn trí của trường phổ thông năng khiếu À, xin được mời câu hỏi thứ hai của các bạn ạ, ngọc xin phép được chọn ở giữa được không cô? hay là cô... mình trả lời à, cô... chứ hả? Hay à, là không à, theo ban tổ chức là làm ba câu hỏi một à, lần cô... Câu hỏi. Dạ, được mà... vâng. dạ, cô chọn tiếp uh, cánh tay tiếp theo ạ, à. bên đây nha, rồi bên à. đây ạ, à, xin được mời cánh tay của bạn nam uh, ở phía bên cánh trái của ngọc ạ, à. dạ đúng rồi, bạn giới thiệu về mình và đặt câu hỏi, à, em xin chào cô Loan, à, em là Nguyễn Phạm Đức An À, em là tân sinh viên của trường đại học an giang à, như cô Loan đã nói là các yếu tố à, các yếu tố như là đạo đức tinh thần hoặc là à, có kế hoạch làm sao mà để dung hòa được à, các yếu tố đó và câu hỏi thứ hai của em đặt ra là có bí quyết nào để thành công như cô không ạ em xin cảm ơn ạ vâng ạ à, xin cảm ơn câu hỏi của bạn an ở trường học an giang hỏi về bí quyết thành công nữa cô và một câu hỏi nữa ạ à, xin được mời cánh tay của các bạn à mời cô loan chọn ạ à. bây giờ là phải công bằng chọn một cái người phái nữ nào nha đúng rồi bên đây đi nếu mà ờ à, phái nữ chính giữa chính giữa à chính giữa bạn nữ ở dãy số hai à, ngay vị trí của ngọc đang ngồi có bạn nữ giơ tay à. bạn đứng lên ha rồi mời bạn giới thiệu về mình Dạ, em chào mọi người ở trong hội trường ngày hôm nay ạ dạ. em là tăng sinh viên K 24 của trường đại học khoa học tự nhiên à, đầu tiên là em muốn gửi lời cảm ơn cô rất là nhiều bởi vì là bài uh, phát biểu này thật sự rất là truyền cảm hứng và em rất là biết ơn bởi vì là được tham dự một cái buổi lễ trang trọng như thế này thì câu hỏi dành cho em là sau bài diễn thuyết này thì cô thật sự là một role model của em em rất là ngưỡng mộ cô và em muốn hỏi là cô trong, cô đã có những cái thói quen hàng ngày nào những cái lối tư duy nào mà mình tâm đắc để đi đến trên cơ con đường thành công này và bản thân em là một tăng sinh viên thì với cái cương vị của cô thì cô sẽ đưa ra những cái lời khuyên nào cho tăng sinh viên để các bạn có thể Ờ, có được 4 năm đại học Thật là rực rỡ Và sau khi ra trường thì bản thân mình cũng Trang bị được những cái kiến thức Những cái hành trang thật là tốt Để có thể trở thành một cái ứng viên uh, Nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng Hoặc là cũng có thể có được nhiều cái đóng góp Cho cộng đồng và xã hội Em xin cảm ơn ạ Vâng xin cảm ơn em, em ơi em tên gì Em tên là rất gì rất nhỉ Dạ em tên là, là Bảo Quỳnh Ý ạ à. Em học kho dữ liệu K24 của trường đại học khoa học tự nhiên Rồi cảm ơn bạn nhé Vâng ạ, và chúng ta đã có ba câu hỏi đầu tiên thưa cô. À, câu hỏi của bạn Trí, bạn hỏi về câu chuyện làm sao để giải quyết câu chuyện cả thèm chống chán của bạn, làm sao để bạn duy trì được ước mơ và con kiên định với con đường mà bạn đã chọn. Câu hỏi của bạn An ở An Giang thì hỏi về bí quyết thành công của cô. Và câu hỏi của bạn nữ sinh viên của trường đại học học tự nhiên thì có cô có thể chia sẻ những thói quen tư duy thành công nào, làm sao để giúp cho các bạn Tư sinh viên có được 4 năm đại học thật rực rỡ. Dạ. Yeah. Th nói mà thật ra đó tại vì cái 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 tiếng echo nên cô nghe không có rõ lắm câu hỏi đầu tiên là làm sao để mà mình à, cố focus... định với con đường nhà dạ, đúng không? Dạ, nghĩa là tập trung, tập mục trung, tiêu. Dạ. phải không? <laughs> cái vấn đề tập trung cái thời đại này nó rất là khó cô biết với với chính các em đối với cô thì cô không có đọc sách về những cái vấn đề đó cô chỉ có thể chia sẻ theo cái kinh nghiệm của cô thôi thí dụ như nếu mà các em đang làm việc gì mà các em bị chi phối phải không? Tuy nhiên là cái phone nó ring, các em bắt ngay hay là uh, cái tivi đang coi, đang làm cái này, tự nhiên cái cái chuyện ở trên tivi nó làm cho các em chi phối. Cái đó có phải là cái điều mà em muốn hỏi không? Đúng không? OK. Thì đối với cá nhân của cô đó, thì thường khi mà cô cần phải làm việc và phải thu hút tinh thần, cố gắng thì cái việc đầu tiên, cái đây là cái bản thân kinh nghiệm của cô thôi là cô phải đóng cửa cái phòng làm việc của cô lại, để chi, để cái đó là giống như là một cái một cái bức tường để cho mình biết là ok, mình không có cần để ý đến những cái chuyện ở bên kia của bức tường mà mình còn phải chú trọng cái việc ở trong cái bức tường đó. Thứ nhì là cô có thói quen nghe nhạc, nghe nhạc cổ điển rất là nhiều để mà giúp cô chú trọng tinh thần ok cái đó là hai cái bí quyết và cái thứ ba mà khi mà cô thiếu ngủ giống như hồi nãy cô nói cả hai ngày vừa rồi cô ngủ tổng cộng là được sáu tiếng rưỡi hai ngày thì cái vấn đề tập thể dục rất là quan trọng nhiều khi đang ngồi làm việc cô rất là mệt mỏi thì làm sao cô đứng dậy cô tập thể dục và cái đó là ba cái quý quyết mà giúp cô phấu cờ sự trong cái việc làm của mình và dĩ nhiên nếu mà cái phone là cái chi cái làm mà chi phối tinh thần thì các em phải tắt cái phone đi, và phải nói cho mọi người biết. Tại vì cô có cái thói quen là dù ở đâu đi chăng nữa, con nó gọi là cô sẽ bắt lên. Cô đang ngồi nói chuyện với ông CEO hay ông Tổng thống, con nó gọi là cô sẽ bắt lên. Thì trước khi mà cô tắt điện thoại thì cô sẽ gửi cho các con biết là điện thoại is off for the next two hours. Thí dụ như vậy để cho con nó biết. Cái đó là cái bí quyết của cô, riêng cá nhân của cô dạ vâng nhưng mà bạn còn một cái bệnh nữa là bạn hay uh, chán cô ừ, bạn hay đặt chán. ra mục tiêu xong rồi bạn không có giữ được cái mục tiêu đó. cô thì giờ làm sao không? <laughs> cái chuyện đó thì phải nói là cái tùy theo cái cả tính của người cô nghĩ đó là tất cả cái câu mà cô hay dùng bên tiếng mỹ là every marathon starts with the first step Tức nhờ trong các cuộc đua đường dài đều bắt đầu bằng cái bước đầu tiên nếu mà mình biết được cái đó là cái khiếu điểm cái yếu điểm cái khuyết điểm của mình thì phải mình phải dùng cái tinh thần của mình để mà thắng được cái khuyết điểm đó bây giờ đừng có làm nhiều thứ chỉ chọn một thứ thí dụ như các em lười khi các em dạy các em không làm cái giường ngủ của các em thì bây giờ tự hứa với mình là mỗi sáng trước khi mình làm bất cứ cái gì mình sẽ làm cái giường của mình thật đẹp to the best of your ability thí dụ như mình đang muốn làm cái chuyện uh, research đúng không mà mình đam mê quá nhiều thứ thì phải bỏ hết những cái thứ đó ra chú trọng cái điều đó cái đó là phải cô không biết nó làm sao chỉ còn cái nó gọi là dùng sức mạnh tinh thần để mà thắng được cái yếu điểm đó của mình Ừ, nghĩa là phải dùng sức mạnh tinh thần trí nha. Hy vọng là sau cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay lời tư vấn của cô Lan, thì trí sẽ về rèn luyện sức mạnh tinh thần thêm để có thể kiên định với ước mơ của mình. Và về câu hỏi của bạn An, học An Giang thì bạn muốn hỏi bí quyết thành công của cô có thể chia sẻ không cô? Bí bí mật bí quyết không? thành công. Trời đất ơi, tôi mới vừa nói. Năm thứ, trên đó đó là bí quyết thành công. Ok. Nhưng mà nếu mà nói tóm lại lặp lại thì thứ nhất á thứ nhất cái điều quan trọng bất cứ cái sự thành công, bất cứ việc làm gì của cô đều bắt đầu bằng giấc mơ. Đó là tại sao mà cô nói là con người của cô nó mơ mộng lý tưởng rất là nhiều. Everything starts with a dream. And then cái thứ nhì là phải biết là cho dù mình tài giỏi cách máy, xinh đẹp cắt máy, thì không có ai có thể tự làm bất cứ việc gì một mình mình cả. Mà phải gom góp lại, phải kêu gọi, phải influence những người khác để giúp mình và phải hỏi ask for help cần sự giúp đỡ thứ ba cái bí quyết thành công cô chia sẻ một tí lần thứ năm là phải chọn người lập gia đình đúng với cái người mà có thể chấp nhận được những cái giấc mơ của mình để mà một đời giúp mình chứ đừng có đi chọn mấy anh chàng đẹp trai con nhà giàu học giỏi quyền lực thế cao mà chẳng biết cái gì về cái những cái giấc mơ của mình hết nó sẽ thất bại hoàn toàn và thứ tư khi các em lập gia đình thì các em cố gắng dạy cho con mình từ lúc bé cái tinh thần tự lập tự lo có bổn phận trách nhiệm từ lúc nó còn bé thì có như vậy thì nó mới tạo nên được cái thời gian cho các em để làm những việc khác tại vì không cần phải nghĩa là trong chừng nó hằng phút từng phút từng giây đó là những cái khái niệm tổng quát về cái sự thành công và không và cái điều mà cuối cùng mà cô muốn nói với các em cái điều này rất là khó làm cô nghĩ đó là cái động lực lớn nhất mà thúc đẩy được cô vượt qua những cái khó khăn hơn cái khả năng trời cho mình là cái lòng biết ơn gratitude cái lòng biết ơn từ cái lòng biết ơn đó mình mới suy nghĩ lại là mình cần phải làm điều gì đúng do the right thing rồi từ cái điều mà mình cần làm những cái điều đúng cách nào làm để cho nó đúng nó là từng bước như vậy để giúp mình đạt được cái giấc mơ của mình. Okay. Vâng ạ, à, xin được cảm ơn cô về giấc mơ. À, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba của bạn ở trường Học tự nhiên là bạn muốn hỏi về làm sao để có được 4 năm đại học rực rỡ. À, cô có thể cho các bạn một lời khuyên nữa để làm sao có 4 năm đại học thực rực rỡ thưa cô. Làm sao có 4 năm đại học rực rỡ? Cô nghĩ á, nếu mà các em thật sự nhận định được một điều rất là giản dị các em có một cái cơ hội mà cả mấy tỷ người trên thế giới này không có được là cơ hội đến trường cơ hội được tất cả thầy cô phải đầy đủ kiến thức dạy dỗ các em đó là một cái cơ hội không nên phí phạm nếu mà các em nhận định được cái điều đó thì nó sẽ giúp các em có một cái tinh thần phấn khởi à mình có được một cái cơ hội rất là quan trọng một món quà quý giá thì làm sao để cho mình xứng đáng được cái món quà quý giá đó và từ cái sự xứng đáng cái lòng ao ước đó nó sẽ giúp cho các em có được những cái kết quả những cái công việc những cái hoạt động có ý nghĩa và từ cái ý nghĩa đó nó sẽ đưa được cái hạnh phúc cái lòng thích thú cho những năm đại học và dĩ nhiên giống như hồi nãy cô nói môi trường đại học là môi trường cơ hội để giúp cho các em gặp gỡ người bạn đời tương lai cho nên đừng có Chuối mũi mà đọc sách học mỗi ngày. Cần phải đi hoạt động, cần phải tham gia những chương trình ở câu lạc bộ, cần phải quen biết, cần phải học hỏi lẫn nhau. Cái đó là cái 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 những cái gì mà mà cô đã tự áp dụng cho chính bản thân của cô. Vâng em cảm ơn cô ạ. Vâng và bây giờ chúng ta sẽ đến với những cánh tay tiếp theo của các bạn ạ. Mời các bạn đặt câu hỏi ạ và xin phép cô là sau mỗi câu hỏi của các bạn và cô chia sẻ luôn, dạ, dạ cho nó cho nó thuận tiện. cái thứ hai là khi các bạn đặt câu hỏi thì chúng ta nói chậm một chút và giống rạp một chút để cho câu hỏi được rõ. Và xin mời các bạn, và xin mời cô. được rồi ở đây nhà à, Vâng, xin mời cánh tay của bạn à, nam lên mắt kiến. xin bộ phận à, kỹ thuật chuyển mic đến cho bạn ạ. nhờ bạn giới thiệu về mình và đặt câu hỏi cho cô Loan. Dạ, là... em xin chào à... À cô, xin chào quý thầy cô, cùng toàn thể các thầy các bạn. À, em là Tiến Lực, em học vào khóa 50 lịch sử của trường Đại học, học Khoa học Xã hội và Nhân văn. À, qua bài trình bày của cô ấy thì em thực sự vô cùng là ngưỡng mộ tại vì cô đến Hoa Kỳ năm 12 tuổi nhưng mà tới hiện tại về trong nước ấy, thì uh, những cái bản sắc văn hóa, những câu thơ hoặc là những câu nói của cô vẫn mang đậm bản sắc Việt Nam. À nay là nhân ngày 20 tháng 10 nên em chúc cô một đầu tiên em xin chúc cô một ngày um, trở thành luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có một cái gia đình uh, và sự nghiệp luôn luôn thành công ạ. Cảm ơn em. À, câu hỏi em muốn đặt đến cô là um, trong lịch sử ấy, thì uh, ba cái cường quốc kinh tế thế giới là uh, Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản uh, đã có những cái chính sách thu hút nhân tài và tới Việt Nam thì muộn hơn. Um, cái câu nói là hiện tại là nguyên khí quốc gia được Việt Nam vận dụng và thực sự đã đạt được một số cái kết quả như là cái tốc độ tăng trưởng kinh tế ngay cả trong Covid-19 thì nó vẫn luôn tăng trưởng. Nhưng mà tới hiện tại ấy, thì nó có nhiều cái vấn đề khó khăn hơn là tình hình đầu tiên là về tình hình thế giới có nhiều chiến sự ở Đông Âu, ở Đông Á hoặc là ở Trung Đông um, hay nội hàm ở trong trong nước ấy thì đối với ngành giáo dục thì um, cạnh sự cạnh tranh của những sinh viên rất là nhiều à, mỗi năm ấy có hàng triệu sinh viên ra trường nhưng mà cái nguồn nhưng mà cái nguồn nhu cầu lại càng thiếu đi nên là cạnh tranh sinh viên của chúng em rất là lớn nên là em muốn hỏi là đối với sinh viên của bọn em thì làm thế nào để cạnh tranh với những các bạn hoặc là những cơ hội việc làm cao hơn ạ à? em xin cảm ơn cô lặp lại là câu ạ Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Lực ở trường Đại học Khoa học Sội Nhân Văn. Cảm ơn lời chúc của bạn nhìn cho cô Loan. Và bạn Lực đang muốn hỏi là làm sao để giúp cho các bạn sinh viên sau khi ra trường thì các bạn tăng được cái cơ hội cạnh tranh khi mà các bạn xin việc và khi các bạn hội nhập với quốc tế. Thưa cô. hiểu rồi. Cảm ơn cái lời chúc của các em. Cô ngồi đây mà cô ước chi các em chúc cô lúc nào cũng trẻ mãi. Ngồi đợi mãi mà chẳng thấy cậu nói câu đó. Xin một chàng pháo tay để chúc cô trẻ mãi <laughs> ạ. Ừ. Các em biết không Cô học uh, Chương trình cử nhân điện Khi ra trường làm ở TI Thì các em có biết Cái kiến thức mà cô học Từ đại học mà cô áp dụng Cho suốt quãng đời đi làm của cô Là bao nhiêu phần trăm không Nó ít hơn 3 phần trăm Cái lý thuyết và những cái kiến thức Trong sách vở đó Cái vấn đề quan trọng Không phải là cái kiến thức đó không chỉ là một cái bước đầu và là những cái những cái chương trình hoạt động những cái kỹ năng mềm cách làm việc với nhau cách cãi lộn tranh đấu với nhau cách dàn xếp khi có sự bất hòa cách sắp xếp thời gian cách tự luyện thân mình không có mê chơi khi mà sắp sửa có cái exam mặc dù là rất muốn đi chơi thí dụ như vậy vân vân và vân vân cái đó mới đúng thật ra là những cái kiến thức mà giúp cô thành công và khác hơn với những sinh viên khi ra trường ở bên Hoa Kỳ. Và đối với cá nhân của cô, cái bất lợi của cô là cái tuổi của cô, cái bất lợi của cô là cái màu da của cô, cái bất lợi của cô là cái giới tính của cô. Nhưng cái điểm lợi của cô là cái kỹ năng mềm, cái confidence. Cô kể cho một câu chuyện để các em hiểu cái tầm vóc quan trọng trong cái vấn đề. Không biết là khi mà mình nói cái chữ How you carry yourself tiếng Việt gọi là làm sao có nghĩa là bạn có quan tâm nhiều đến chính bản thân không phải C carry yourself là là uh, làm sao Quốc <laughs> sao How you carry yourself là cái cảm tưởng của một cái người khi gặp mình lần đầu à, nghĩ sao về mình à. trong cái phút đầu tiên cô kể đây là một câu chuyện thật để cho các em hiểu được cái tầm vóc quan trọng của cái kỹ năng mềm. Cách đây khoảng 7 năm thì có một công ty bên Canada muốn chọn một người vào hội đồng quản trị. Mà bên các em phải biết hội đồng quản trị của một cái public company rất là khó vào. Mà năm đó cái điều mà họ muốn chọn là một người nói được tiếng Trung Quốc mà cô thì một chữ Trung Quốc không biết. Nhưng mà cái có cái hội đồng, có những cái chuyên môn ở những cái chỗ mà họ kiếm những người có khả năng để được đề cử vào trong cái hội đồng quản trị rồi trong cái hội quản đồng quản trị đó họ quyết định thì cái 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 cơ quan đó gọi cô và cô đã nói là các anh có biết là trong cái những cái những cái yếu tố mà họ chọn là cần phải biết nói tiếng Trung Quốc cô không có biết một chữ Trung Quốc nào hết á tại sao lại gọi cô thì họ trả lời rằng là tuy là cô không biết một chữ Trung Quốc nhưng mà cô rất có nhiều kinh nghiệm làm việc ở Trung Quốc tại vì qua cái thành tích của tax instrument thì họ mới nói là thôi bây giờ cô cứ việc đi nói chuyện gặp họ đi, có mất mát gì đâu. Thì cô nói được rồi, cô sẽ đi gặp nói chuyện. Thì khi mà chọn một người hội đồng quản trị bắt đầu là thường thường có một danh sách 100 người, thí dụ, rồi họ từ 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 đó họ họp xuống thành còn 20 người, rồi từ từ 20 người thành 10 người, từ từ 10 người thành 5 người. Thì 5 người đó thường thường là được hội đồng quản trị interview và 5 người đó cũng interview hội đồng quản trị. Thì sau khi cái kết quả ra thì cô lại là người họ chọn. Cô rất là ngạc nhiên Thì cô mới hỏi Cái ông chairman of the board Và các ông CEO của cái công ty đó Là tại sao lại chọn cô khi cô không nói một chữ Trung Quốc nào Thì cái câu trả lời của họ là Because of how you carry yourself Tất nhiên là Cái cảm tưởng đầu tiên của họ khi gặp cô Đã ấn tượng vào họ Một cái, một cái ý nghĩa rất là tốt đẹp Nó bao gồm cả một người vừa tự tin mà vừa có tình người và không có thể nào mà vừa có tự tin mà vừa có tình người bằng đọc sách, kiến thức và sách vở hết. Mà cần phải hoạt động, cần phải tiếp xúc với con người, cần phải làm việc để mà từ đó rút ra cái kinh nghiệm và giúp mình có được cái tự tin. Hiểu cô nói không? Cái đó là cái, cô nghĩ cái điều đó là cái điều bí quyết mà các em cần phải hiểu và cần phải thực hành trong cái suốt cuộc đời 4 năm đại học ở đây hay là 5 năm đại học tùy theo chương trình của các em học vâng ạ à, xin được cảm ơn cô ạ à. xin được mời cánh tay tiếp theo à. ạ dạ. mời câu hỏi tiếp theo cô có thể chọn à, à. Ờ, bật phái nữ đi nha nữ ạ à, à. cho bạn nữ vâng rồi bạn nữ à, đang à, ngồi ở dãy giữa à, dạ xin bộ phận chuyển mít đến cho bạn bạn giới thiệu về mình và đặt câu hỏi cho cô Loan ạ à. các bạn nói chậm là một chút để cho dễ nghe ha à, lời đầu tiên cho phép lương Đinh Tuyết Ngân trường đại học khoa học xã hội và nhân văn xin được phép gửi lời chào trân trọng nhất đến à, toàn thể các vị đại biểu có mặt ở đây ạ à và em xin cảm ơn những chia sẻ đầy ý nghĩa và rất là chắc chắn là sẽ rất là giúp ích cho chúng em trên con đường đại học sắp đến ạ à. và em có một câu hỏi nhỏ cho cô đó là hồi nãy cô đã cô loan đã chia sẻ là à, cô gặp rất là nhiều khó khăn trên con đường mà cô qua bên hoa kỳ và cô học tập và làm việc vậy thì em có một cái thắc mắc nhỏ đó là cái điều gì gây cái khó khăn nhất cho cô trong trong cái khoảng thời gian cô học đại học và và cách mà cô đã vượt qua nó em cảm ơn ạ à. là cái câu hỏi là cái việc khó khăn cái gì? việc khó khăn nhất khi cô học đại học và khi cô, cô vượt qua như thế nào ạ và ừ. cô vượt qua như thế nào các em biết không uh, cái thời kỳ mà cô đi học đại học á cô phải nói là cô rất là bơ vơ bơ vơ về cái thời đó đó bốn mươi mấy năm về trước một người con gái 16 tuổi không bao giờ rời gia đình đi xa học nhất là trong cái nền văn hóa Việt Nam chứ dù là bên Hoa Kỳ thì lúc đó cái nền văn hóa nó vẫn không có thay đổi đối với những người dân ở Hoa Kỳ mà cô 16 tuổi cô bỏ gia đình đi học ở thành phố khác là cái điều rất là khó chấp nhận cho gia đình của cô do đó cô rất là bơ vơ bơ vơ về tinh thần bơ vơ về vật chất bơ vơ về tài chánh nhưng có hai thứ mà cô không bơ vơ đó là cô có rất nhiều giàu có trong cái vấn đề tự trọng nguồn gốc của mình và cái khái niệm cái sự hiểu biết là bất cứ hành động điều gì cô làm nó sẽ có thể giúp lên hay tăng xuống hạ xuống giá trị của hai chữ việt nam và cô nghĩ cái đó là cái động lực rất là to to lớn hơn mình to lớn hơn gia đình của mình và nó giúp cô trong bất cứ trường hợp khó khăn nào cũng có thể vượt lên được và cái điều thứ nhì là giá trị cho chính bản thân của mình cô có thể không giàu không có không đẹp không bằng cấp cao nhưng mà cô có thể vượt lên người khác hơn người khác bằng cái chữ tính của cô bằng cái sự cố gắng của cô gọi là do own personal reputation và cái điều đó là cái điều duy nhất mà cô có thể control được cô không control được cô không có cô có có một ảnh hưởng nào đối với những người khác nhưng mà đối với cá nhân của cô cái điều đó là cái điều cô control được và cái đó cái cái danh dự cá nhân của mình là cái điều mà giúp cô vượt lên được rất nhiều khó khăn, không cho phép mình thất bại. Tuy nhiên là người Mỹ có cái câu là failure is not an option. Sự thất bại không phải là một sự chọn lựa. Mình có quyền được chọn lựa. À, xin cảm ơn, cô Loan yeah. rất là nhiều và chúng ta sẽ đến với những cánh tay tiếp theo của các bạn ạ. À. À, xin mời cô Loan tiếp tục chọn ạ. À. Tui... bên đây đi, bên đây à, bên đây oh, trời. Yeah. Yeah. À, à, Xin cô... được mời phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Thảo <laughs> được cô chọn ạ. À. <laughs> <laughs> xin mời bộ một phần chuyển mic đến cho cô Thảo ạ. À. Em rất xin lỗi vì em dành mic của sinh viên ạ, à, nhưng mà cái bài phát biểu của cô Loan thì thực sự rất là inspiring, rất là cảm xúc đối với em và em có một cái câu hỏi mà em hay được nghe từ sinh viên của em cho nên là bây giờ cái câu hỏi đến nó rất là khó với em bây giờ em xin phép cô loan nhờ cô loan giúp đỡ trả lời em cũng là một người rất là mơ mộng và em luôn dạy sinh viên của em là mình phải biết mơ mộng mình phải biết đam mê thì mình mới có thể thành công ờ, sau khi các bạn ra trường thì các bạn rất là hay quay về hỏi lại em là cô ơi bây giờ em có những cái khó khăn như thế này khó khăn lắm luôn cô nếu bây giờ em tiếp tục em không chắc cái khả năng thành công của nó là bao nhiêu vậy thì em nên quyết tâm em làm bằng được những cái gì em thấy là em nên làm hay là em nên biết dừng lại và để em chọn những cái mục tiêu nó phù hợp hơn cho cuộc đời của mình thì uh, những mỗi lần em nghe cái câu hỏi đấy mà nhiều lần lắm cô thì em em run và em không biết trả lời các bạn ra sao. Bây giờ em xin phép hỏi uh, thay mặt cho các bạn sinh viên hỏi cô Loan, cô Loan có một cái lời khuyên nào liệu chúng ta có nên biết dừng lại những cái giấc mơ hay không hay là chúng ta phải quyết tâm bằng được đi theo nó ạ? Em xin cảm ơn. Vâng ạ. Xin mời cô Lai. Do đó để cô cô để Duy Loan lặp lại cô phải hiểu đúng cái câu hỏi đó không? Có nghĩa là khi mà mình có một cái giấc mơ thì mình cứ việc đeo đuổi cái giấc mơ cho đến cùng hay là mình phải biết có lúc phải ngừng lại để thay đổi, đúng không? Lúc mà cô lúc lúc mà Duy Loan còn bé đó thì giấc mơ của Duy Loan không phải là trở thành người kỹ sư Và Duy Loan nghĩ là Cái điều mơ ước của Duy Loan Là trở thành một người bác sĩ Là tại vì Không có một cái nghề nghiệp nào Mà Duy Loan nghĩ là đẹp Bằng khi mà gặp một người bình hoạn Mình dùng kiến thức, khả năng bàn tay của mình Để giúp họ trở lại khỏe mạnh Đó là một cái điều Một công việc rất là đẹp Và đó là cái điều mơ ước Nhưng mà cái khổ là Năm ra trường trung học Nhà thì không có tiền thì không đi học Đi học y khoa là mất ít nhất là 8 năm Rồi sau đó thêm 3 năm residency nữa 11 năm Ra trường nhà ba mẹ thì không có chỗ ở Em thì còn nhỏ Mà nhớ mà mình đi học Mà mình chưa ra trường Mà mình lỡ yêu người nào Thì cái đoạn đường nó sẽ gián tiếp Do đó cái điều đi học y khoa nó không có thực tế đối với cá nhân của Di Loan. Do đó Di Loan đã đành phải bỏ cái giấc mơ y khoa đó để đeo đuổi một chương trình kỹ sư mà biết rằng khả năng của mình có thể học nhanh, học lẹ để ra trường để còn giúp đỡ gia đình. Trong trường hợp đó Di Loan đã phải tạm ngừng cái giấc mơ của mình để đeo đuổi một con đường khác thực tế hơn. Nhưng Di Loan không bao giờ quên giấc mơ đó. Đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay trong cái Sunflower Mission hầu như là hội đồng quản trị, hội đồng cố vấn rất nhiều người bác sĩ. Và những thành viên trẻ đi lên cũng là những người học y khoa. Và những người đóng góp thật nhiều cho Sunflower Mission cũng là những nhà bác sĩ. Nói cách khác, cuộc đời nó sẽ đưa, đó, đưa, đưa, đưa đẩy mình đi một con đường khác. Nhưng đừng bao giờ quên giấc mơ của mình. Mình không cần đạt được giấc mơ bằng một con đường thẳng Mình có thể đi vòng co văn quốc Vâng ạ, xin được cảm ơn câu trả lời của cô Loan Và cảm ơn vâng. câu hỏi của um, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Thảo ạ Và xin được mời những cánh tay tiếp theo Dạ, bây giờ thầy nói là một câu hỏi nữa thôi Thôi à. cho hai câu đi, một cây nữ, câu nam Được rồi, một câu nữ, câu nam Em nữ nào đó đứng lên À, xin à. mời em À, đặt em giờ nữ ra à, em đứng nữ, đứng lên ạ à. à. đúng rồi bạn nữ mà áo trắng, yeah. à, áo hội đúng vâng, rồi đúng rồi ạ à. yeah. bạn à, nhờ bộ phận à, kỹ thuật chuyển mic đến cho bạn Bạn giới thiệu thật to rõ em tên của mình nha Em xin chào tất cả thầy quý thầy cô và cô Loan có mặt ở đây Em tên là Ngân, em đến từ đơn vị của trường đại học quốc tế Và em có thường được nghe cô nhắc tới khi mà cô phỏng vấn với báo chí nước ngoài Cô có một câu hay nhắc là tôi lớn lên đã là yêu thương là người Việt Nam. Vậy thì em muốn hỏi với cô là trong bối cảnh mà toàn cầu hóa như hiện nay á, thì giới trẻ tụi em nên làm sao để vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc mà vừa vẫn có thể hội nhập với thế giới toàn cầu? Em xin hết. Vâng, <laughs> xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Bạn muốn hỏi là. Là làm sao mà giới trẻ như bạn có thể giữ được cái bản sắc dân tộc là người Việt Nam mà vừa có thể hội nhập được với thế giới thưa cô? Dạ. Yeah. Thì again cái này là cái theo cái kinh nghiệm bản thân của cô mà thôi nhá, không không có nghĩa là đúng hay sai. cô <laughs> nghĩ là trong bất cứ một nền văn hóa nào cũng có điều tốt, điều xấu. Và mình phải nhận định được cái điều xấu để mà không không hấp thụ nó và giữ gìn những cái điều tốt do đó khi mà cô sang hoa kỳ đó thì lúc đó là cô đang giữ nhật ký bằng tiếng pháp và cô đã quyết định là tại vì không có ai dạy dỗ mình hết không có cha không có anh không có mẹ nghĩa là không biết mình đang làm cái gì thì làm sao cô giữ được tiếng việt và cô đã quyết định đổi sang nhật ký tiếng việt và cũng vì lý do đó mà giờ đây cô còn nói được tiếng việt và viết được tiếng việt Tại vì cô không bao giờ đặt chân lên một trường Việt ngữ nào bên Hoa Kỳ hết. Tiếng Việt của mình nó rất là đẹp. Nó rất có rất nhiều ý nghĩa và, và giàu phong phú. Nhưng mà văn hóa Việt của mình nó có những điều rất là xấu. Có thể là cha mẹ thầy cô ở đây sẽ không đồng ý với cô. Và những cái phong tục xấu đó cô không, không giữ gìn. Và cô cố gắng trong hồn, trong tâm, trong tim, trong óc của cô giữ gìn những cái điều đẹp. Và cô đã chia sẻ cái phần đó với các em Nhân, lệ, nghĩa, trí và tính Nếu các em thật sự Thật sự suy ngẫm về Cái nghĩa đằng sau của năm chữ đó Các em sẽ hiểu được Cái tầm vóc quan trọng Và cái gia tài rất là đặc biệt cho ông để lại Để mà cô em lúc nào cũng Hạnh diện, ngẩng mặt lên Nói cái câu mà cô nói lúc này Và cái điều đó là cái điều Mà giúp cô giữ gìn được Cô là con người Việt Nam cho dù là cô là công dân Hoa Kỳ Và cô yêu mến quê hương Hoa Kỳ của cô rất là nhiều Nhưng mà cô sẽ không bao giờ quên nguồn gốc của quê mẹ à, Xin cảm ơn cô à. Lan rất là nhiều Cảm ơn câu hỏi của bạn sinh viên Và câu hỏi cuối cùng ạ à. vâng Câu hỏi cuối cùng em nhờ cô Lan Đây là phía cái... Nam, câu hỏi cuối cùng nha <laughs> Phái Nam Phải à, Nhưng mà nó nhiều bàn tay quá Thôi bây giờ đánh tù tì đi <laughs> à, Hai bạn quên tù ạ Cô nói là hai bạn tự chọn Đánh võ. tù tì đứa nào thắng thì hỏi cô cuối cùng <laughs> Hai bạn ngồi kế bên <laughs> nhau, à, hai bạn làm thiệt ạ. <laughs> Nhanh lên các bạn ạ. <laughs> à. Nhanh lên Nhanh các bạn lên. ơi. Vâng ạ à, rồi, à, Việt vâng. Nam à, đã mời. chiến thắng ạ. À. Xin mời bạn rồi. giới thiệu và đặt câu hỏi ạ. À. Dạ em xin uh, chào cô Loan ạ. À. Trước hết thì uh, em uh, cảm thấy rất là biết ơn khi uh, cô đã vượt một cái chặng đường rất là xa để có mặt tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cũng như là được em được tham gia một cái buổi lễ có quy mô lớn như thế này thì em có một câu hỏi muốn đặt cho cô đó là uh, từ thực tế thì em quan sát được từ người thân và bạn bè của em thì những cá nhân và những người uh, xuất chúng và thật sự giỏi là những người thật sự là khác biệt với lại những người trong môi trường khác thì thường họ sẽ rất là dễ bị cái cộng đồng và cái môi trường đó xa lánh bởi vì họ tập trung quá nhiều và vào bản thân mình cho nên là họ không có hòa nhập được với lại mọi người thì em có một câu hỏi muốn dành cho cô đó là uh, cô có cái lời khuyên nào để tụi em những sinh viên như tụi em có thể uh, vừa có thể focus tập trung vào phát triển những cái giá trị bên trong bản thân mình nhưng mà cũng đồng thời có thể hòa nhập tốt với lại cộng đồng xung quanh mình không ạ à? em xin cảm ơn Dạ yeah. yeah, vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn Nam. Bạn muốn hỏi là làm sao mà vừa có thể vừa tập trung cho cái con đường sự nghiệp của mình mà vừa không quên tất cả những người xung quanh mình. Dạ. Yeah. Các em biết không, cái người mà thành công á thường thì cái cái phong cách của họ rất là confident, tự tin, nãy cô có nói vấn đề đó. Tại vì sao là tại vì họ trải qua quá nhiều và họ không sợ sự thất bại. Và họ không bao giờ ngại ngùng khi mà làm những cái điều mà những người khác nghĩ là không có làm được. Mà họ vẫn tiếp tục đeo đuổi. Và vì những cái lý do đó, cái phong cách của họ rất là confident. Mà cái phong cách mà confident, cái giữa cái sự confidence và sự kiêu ngạo, nó chỉ là một con đường rất là mỏng manh. Các em hiểu ý cô nói phải không? Giữa cái sự confidence và kiêu ngạo, nó là một con đường rất là mỏng manh nếu mình mất đi cái tình người thì mình sẽ đi từ confidence sang tới sự kiêu ngạo mà nếu mà một khi mà mình đã cross cái điều đó rồi thì kẻ thù rất là nhiều những người ganh ghét rất là nhiều ngay cả khi họ không thù không ghét thì họ cũng không thích tới gần thì cô nói không làm sao mình luôn giữ được cái tình người trong trái tim của mình nếu các em muốn giữ được cái tình người trong trái tim của các em thì các em phải có những cái cuộc tiếp xúc với con người chứ không phải trên Facebook, không phải trong TikTok vân vân. Khi mà các em tiếp xúc được với con người từ bao nhiêu địa vị của xã hội, từ cái người quét rác cho tới ông tổng thống, các em sẽ hiểu được cái sự gian nan khó khăn. Từ cái sự hiểu biết cái sự gian nan khó khăn đó, các em sẽ tỏ ra cái lòng kính trọng cái việc của họ làm. Ngay cả người đi quét rác, họ rất là khổ, có nhiều vấn đề. Mình hiểu được cái điều đó mình có thể làm gì giúp được họ Thí dụ như cô có cái thói quen Cũng vì cái thói quen này mà kỳ vừa rồi cô về đây bị gãy tay Cái thói quen là trước khi cô rời hotel Lúc nào cô cũng đi vô không hết tất cả những cái khăn dơ để lại một chỗ Cái biết tại sao không? Để cho cái người đi làm đó Họ không phải đi từ chỗ này, chỗ này, chỗ này Một ngày họ phải dọn không biết bao nhiêu căn phòng Nếu mà mình làm được cái điều nhỏ đó Mình giúp được cái công việc của họ mà muốn làm cái điều đó thì mình phải tự đặt mình vào cái địa vị của họ cái công việc của họ để mình cảm thông được cái sự khó khăn của họ cái đó là cái mà cô muốn nói là tình người muốn có tình người các em phải đặt được em vào cái sự khó khăn của một người khác cho dù cái đó là ông giám đốc của một trường đại học hay là một người quét dọn phòng làm việc của các em nếu mà các em làm được cái điều đó thì các em sẽ không bị cái sự dị nghị hay là gọi là gì xa lánh. xa lánh hồi nãy cô có nói những cái ông kỹ sư của ở Texas Instrument đã từ lúc xem cô như một đứa bé không biết gì một phụ nữ không có chỗ đứng trong công ty một người Á Châu xa lạ chỉ vì họ thích thú khi làm việc với cô họ từ đó họ trở thành gọi là cái tình thương cái sự quý mến và sau đó là cái sự cái lòng nâng đỡ cô nếu cô không có cái tình người trong trái tim Cho dù cô có giỏi cách mấy Thì chắc chắn họ sẽ xa lánh Tại vì họ không cần phải Không cần phải nhìn một người phụ nữ Tại vì họ không cần Hiểu ý cô nói họ không cần Một công ty lớn đó họ có rất nhiều Kỹ sư nam tài giỏi hơn cô Ok đây là xong rồi đó phải không <laughs> Vâng Phải nói là xin trân trọng cảm ơn cô Kỹ sư Lê Duy Loan Đã có phần trao đổi thực sự Là rất nhiều ý nghĩa đối với các bạn học sinh và sinh viên của Đại quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Các xin phép các bạn cho một tràng pháo tay để cảm ơn cô. Cảm ơn nha. Và sau đây xin trân trọng được kính mời Phó Giáo sư cho tôi nghe những an văn những truyền thuyền với những vương chiều chìm trong đôi mắt thật nhiều điều kỳ diệu của tôi hình thành quê hương là một cuộc chiến mỏi mòn một bộ phim với tiếng su và tiếng gầm của trực thăng à, ước mơ chẳng, chẳng vào đất liền. Ơi, <laughs> Tell me all about this name, that is difficult to say, is what's given me the day I was Want to know about the stories of the Empire of oh, My eyes say more of me than what you dare to say. One day, I finally you know your soul One day, I come to you To say hello, Việt Nam Kể tôi nghe hơi mãi tóc nước da Với đôi chân nhỏ bé Đã cùng tôi đuổi dòng đường xa bao tháng năm xưa như trong cô tí thuyền ghe nhấp nhô giữa phim chợ nổi dưới nắng vàng vì ảnh quê hứa là một cuộc chiến mọi mò một bộ phim với tiếng su và tiếng gầm của trực hàng ước mơ chạm vào đất thiêng một ngày chờ hôn mình vào sông núi ngày ơi tôi sẽ trở về để chào thân ai việt nam thương đã đến chùa trầm ngâm lặng yên nhìn tôi trong ánh xa trong câu kinh Phải quay mọi người tìm về hoài niệm gọi buồn thuở trao đời ước mơ chẳng bao đất thiêng một ngày chờ hồn mình vào sông núi thiêng ơi tôi sẽ trở về Chào thân, ai, chào thân ai Việt Nam để chào thân ai Việt Nam để chào thân ai Việt Nam để được xin chào